Nông nghiệp tái sinh là một tập hợp các biện pháp canh tác làm gia tăng đa dạng sinh học trong hợp chất hữu cơ của đất. Hiện nay, hầu hết các tập quán nông nghiệp thâm canh thông thường đang tàn phá đa dạng sinh học. Ngay cả nông nghiệp hữu cơ nghe có vẻ tốt nhưng vẫn gây hại nhiều với môi trường. Nông nghiệp tái sinh là một cách để đảo ngược xu hướng này, tạo ra các tác động tích cực đến đất đai. Vậy, nông nghiệp tái sinh thực sự diễn ra như thế nào? Đây là một câu hỏi thực sự khá khó để bao quát vì nó chủ yếu phụ thuộc vào các vùng đất bạn muốn làm việc, sẽ có sự khác biệt rất lớn so với video này đang bao quát. Tuy nhiên, hãy nhìn vào ba hình thức phổ biến mà nông nghiệp tái sinh có thể mang lại cho đất đầy những sinh vật rất hữu ích cho cây trồng. Trong đất, một số sẽ chuyển đổi nitơ đất thành dạng có thể sử dụng được. Một số mang nước đến cho cây từ nơi mà cây không thể với tới. Một số khác nới lỏng và điều hòa đất, làm gia tăng sự thoáng khí và cho phép rễ cây đâm sâu hơn. Khi đất bị lật bởi những cỗ máy, hầu hết các sinh vật này đều bị giết. Do đó, cây trồng phải dựa vào phân bón hóa học. Phần còn lại bị thấm vào trong nước. Mô hình không canh tác sẽ không làm những điều đó. Thay vì loại bỏ hết những cây trồng che phủ mặt đất và cày xới đất, hãy để dung đất kiểm soát đất và mang lại chất dinh dưỡng. Giữ cho đất một lớp phủ hữu cơ và phân hủy từ từ theo thời gian để bổ sung dinh dưỡng cho đất. Mô hình chăn thả tái sinh. Từ việc giải phóng lượng lớn khí metan đến phá rừng để trồng cỏ, chăn nuôi gia súc được xem là có nhiều tác động tiêu cực đối với môi trường. Nhưng không chỉ là động vật gặm cỏ. Nếu chúng ta sử dụng đúng phương pháp, một lượng lớn carbon có thể sẽ quay trở lại trong mặt đất và đảo ngược lại quy trình chỉ trong một vài năm. Làm thế nào để nó hoạt động? Sự phát triển của cỏ có xu hướng bắt đầu tăng tốc và chậm lại ở khu vực giữa. Đây là nơi tích lũy sinh khối hiệu quả nhất. Nếu nó được ăn trước khi đến thời điểm này, sự tăng trưởng của cỏ sẽ không bao giờ tăng tốc. Đây là những gì xảy ra đối với động vật ăn cỏ truyền thống. Chúng ăn tất cả các loại cỏ và không cho cỏ có cơ hội mọc lại đủ nhanh trước khi bị ăn trở lại. Và chúng ta đang chăn thả theo những điều xấu này dẫn đến sự xói mòn và sa mạc hóa đất. Nếu như động vật được chăn thả theo cách tự nhiên trước đây, thì thờ cỏ sẽ có thời gian để phát triển trở lại. Sinh khối trong cỏ là carbon đến từ không khí, mà không phải tất cả các loại cỏ đều ăn được. Một phần trong số chúng sẽ bị chà đạp và vấy bẩn, điều này tạo điều kiện hoàn hảo cho lớp đất mới được xây dựng. Sự khôi phục sẽ nhanh chóng đến không ngờ. Nông lâm kết hợp, đây là một trong những thực tiễn phụ thuộc vào địa điểm phức tạp nhất, do đó tôi khái quát một chút. Nó luôn bắt đầu bằng việc quan sát một khu rừng địa phương và các mối quan hệ giữa mọi thứ trong đó, từ thực vật, động vật, cả nấm. Điều đó tạo ra cả đất, nước và sau đó tái tạo các mối quan hệ này theo cách vừa kiên cường về mặt sinh thái nhưng lại tạo ra nhiều thức ăn hơn. Rừng thực phẩm thường bao gồm 7 lớp, lớp gốc, lớp phủ mặt đất, lớp thảo mộc, lớp cây bụi, lớp cây thấp, lớp cây cao và lớp dây leo. Mỗi một trong các lớp này hoặc tạo ra một số thực phẩm hoặc thuốc hoặc theo một cách nào đó có hữu ích tới toàn bộ hệ thống. Cây trồng chủ yếu là những cây lâu năm và bao gồm nhiều loại bản địa càng nhiều càng tốt. Ba ví dụ về tuần hoàn sinh thái ở trên đã cho thấy tất cả các thành phần còn lại của chúng đều có sự cộng sinh với nhau. Không có gì là phổ biến trong nông nghiệp tái tạo. Bạn tìm cách tạo ra càng nhiều mối quan hệ giữa các thứ trong mô hình sở hữu càng tốt. Và bạn cũng là một trong những mối quan hệ với vùng đất mà bạn muốn thúc đẩy.